kiêu căng. Ngay trong cuộc sống đức tin chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta có tính kiêu căng, chúng ta cũng bị thiệt thòi, bị mất mát ơn sủng của Thiên Chúa. Hôm nay xin Chúa hãy thánh hóa tâm hồn chúng ta, để chúng ta xứng đáng cử hành thánh lễ tối hôm nay thật xứng đáng. Xin Ngài cho chúng ta một tấm lòng khiêm tốn luôn luôn trong cuộc đời của mình, để chúng ta nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa trong lòng của mình. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho linh hồn Maria Nguyễn Thị Tý và Maria Hoài Lễ Dỗ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa để họ được trở về nẻo chính đường ngay. Xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu biết tránh mọi điều bất xứng và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Chích sách tiên tri Isaiah xảy ra trong đời Acát, con của Jotham. Jotham con của Ozia, vua nước Juda, Rajin vua nước Syria và Pha-xê con của Romalia, vua Israel, tiến lên gây chiến với Jerusalem nhưng không thể thắng trận được. Người ta báo tin cho nhà David rằng Syria đã đóng quân ở Ephraim. Nghe vậy, vua và dân đều run sợ, như cây trong rừng rung động trước gió. Và Chúa phán cùng Isaiah rằng: Ngươi và con ngươi là gia súc, hãy đi đón vua Acát đang ở cuối cống ao thượng, trên đường ra ruộng Phu-lon, và nói rằng: Hãy cẩn thận, ở yên lặng, đừng sợ, và đừng nao núng trước hai ngọn đuốc sông khói này là cơn thịnh nộ của Rasin, vua nước Syria, và của con trai Romelia, vì chân Syria, Ephraim và con trai của Romelia đã toan mưu hại ngươi. Họ nói rằng: Chúng ta hãy tiến đánh Juda, quấy rối nó và lôi cuốn nó theo ta, và đặt con trai Tabeel làm vua. Chúa phán thế này: Sự việc này không thành và không xảy ra đâu, vì Đa-mát là thủ đô của Syria và Ra-xin là thủ lãnh của Đa-mát. Còn 65 năm nữa thì Ephraim sẽ bị tiêu diệt và không còn là một dân tộc nữa. Thủ đô của Ephraim là Samaria và thủ lãnh của Samaria là con của Romalia. Nếu các ngươi không tin, các ngươi sẽ không còn tồn tại. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Kính mời cộng đoàn đọc đáp ca. Thiên Chúa kiên thủ thành trì của người tới muôn đời. Chúa vĩ đại và rất đáng ngợi khen trong thành trì Thiên Chúa chúng ta.
Núi thân của người là ngọn đồi duyên giang, là niềm hoan lạc của khắp cả địa cầu. Thiên Chúa kiên thủ thành trì của người tới muôn đời. Núi Sion là cùng kiệt phương Bắc, là thành trì của Đức Đại Đế. Thiên Chúa ngự trong thành quát của người, tự chứng tỏ người là an toàn chiến lũy. Thiên Chúa kiên thủ thành trì của người tới muôn đời. Bởi chưng kìa các vua chúa đã tụ họp, họ đã nhất tề xung phong tác chiến, nhưng thoạt nhìn thấy họ đã ngẩn người ra, họ đã thất kinh và chạy trốn. Thiên Chúa kiên thủ thành trì của người tới muôn đời. Chính tại đây họ đã khiếp run sợ hãi, đau đớn như người phụ nữ lúc lâm bồn và lúc Chúa dùng ngọn gió đông đánh cho những chiếc thuyền taxi tan vỡ. Thiên Chúa kiên thủ thành trì của người tới muôn đời. Kính mời cộng đoàn cùng đứng. Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Chúa và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu của chết các thần đã chứng kiến nhiều phép lạ người làm mà không chịu sám hối. Hỡi Corinthian, khốn cho ngươi. Hỡi Bethsaida, khốn cho ngươi. Vì nơi đã xảy ra tại Tyro và Sidon các phép lạ diễn ra nơi các ngươi, thì họ đã mặc áo nhậm, rắc cho mà ăn năn hối cải từ lâu rồi. Nên ta bảo các ngươi, trong ngày phán xét, Tyro và Sidon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi. Còn ngươi, hỡi Capernaum, chớ thì ngươi nhấc mình lên tận trời sao, ngươi sẽ phải rơi xuống địa ngục. Vì nếu phép lạ diễn ra giữa ngươi mà xảy ra tại Sodoma, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vậy ta bảo thật các ngươi, trong ngày phán xét, Sodoma sẽ được xét xử khoan dung hơn ngươi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý bà và anh chị em, ai trong chúng ta cũng đều biết biến cố ngày 11 tháng 9 2001 xảy ra tại nước Mỹ với cái tòa tháp đôi thương mại thế giới bị tấn công, bị sụp đổ. Và chúng ta đều biết bao nhiêu số mạng của con người, những người nổi tiếng, những người trí thức và những thường dân đã bị giết trong cái tai họa đó. Và nước Mỹ chúng ta đều biết luôn luôn tự hào là một nước an ninh thế giới, hoặc là vấn đề kỹ nghệ cao bậc nhất thế giới. Mà tại sao lại để cái biến cố thảm họa đó đã xảy ra? Không ai ngờ được. Làm sao chúng ta ngờ được những chuyện đã xảy ra được? Cho dù chúng ta là thần thánh đến mức độ nào, chúng ta không thể nào ngờ được cái sự tính toán của con người hay là sự thiệt hại mà chúng ta phải gánh chịu. Cho nên, sau khi thảm họa đã xảy ra, bao nhiêu câu hỏi được đặt ra, tại sao nó xảy ra như vậy? Và cái câu hỏi mà người ta đúc kết lại, vậy tại sao để thiên tại sao Thiên Chúa để nó xảy ra? Cái vấn đề này, cái tai họa này.
Không có ai có thể trả lời được. Và sau một thời gian ngắn thì có một người ta trả lời là tại vì cái thế giới chúng ta đang sống, chúng ta đã mời Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đã mời Thiên Chúa bước ra khỏi trường học. Chúng ta đã mời Thiên Chúa hay đuổi Thiên Chúa ra ngoài cuộc sống tâm hồn chúng ta hay đời sống của mỗi người chúng ta. Và chính vì đó mà cái tai họa, cái thảm kịch đó xảy ra. Không phải không biết là cái điều đó nó có khẳng định hay không, nhưng mà thế giới vắng Thiên Chúa, bao nhiêu sự nó sẽ xảy ra. Như thành Sodoma, thành Chorazin và Bethsaida, Capernaum. Chúa Giêsu đến hiện diện nơi đó, họ không chấp nhận. Ngay cả hành động mà Chúa Giêsu làm phép lạ, chứng kiến, họ chứng kiến những việc cả thể cũng không chấp nhận. Họ muốn mời Thiên Chúa ra khỏi. Và cái sự chuộc của trách của Chúa Giêsu, cái thành này mai mốt sẽ không bao giờ xét sự khoan dung với thành Sodoma. Tất cả những điều đó nó không phải lặp lại trong thế giới của chúng ta, mà nó đã xảy ra từ ngàn xưa đến giờ, từ thời Chúa Giêsu và trước thời đó nữa. Con người luôn luôn loại trừ Thiên Chúa vì bởi đâu? Vì bởi tính kiêu căng, tính kiêu ngạo, cao ngạo, tự cho mình là có thể làm hết tất cả. Cho nên có câu nói, cái tính kiêu căng có thể đánh đổi tất cả mọi thứ, và tính kiêu căng có thể làm mọi thứ bị thối lui, và nó thể đánh đổi tất cả tiền đồ tương lai của một người. Vì sao? Vì đó họ không chấp nhận những người xung quanh, họ cho họ những người xung quanh là những người không bằng họ, cho nên họ thu gọn lại và họ tự biến mà họ trở thành một cái hòn đốc ốc đảo giữa dòng thế gian, tự cô lập thế mình. Cho nên cái điều đó đã xảy ra hàng ngàn năm trước rồi, từ khi thiết lập địa tới giờ cho đến ngày nay. Chúng ta không thể nào tránh bỏ khỏi được cái tính kiêu ngạo đó, kiêu căng đó. Adam và Eva cũng vậy thôi, cũng muốn trở thành Thiên Chúa, muốn biết thông biết mọi sự nên ăn trái cấm. Đó, tự bản chất là kiêu căng. Cho nên đó là cái hậu quả của con người phải gánh chịu. Và ngay cả xây cái tháp, và họ cũng kiêu căng để chống lại thiên nhiên, chống lại Thiên Chúa. Họ leo lên trên đó, rồi từ đó Thiên Chúa phạt. Tất cả đều nói tiếng khác nhau, không sự hiệp nhất. Và tính kiêu căng đó là căn nguyên cái sự bất hạnh, và căn nguyên cái sự hiệp nhất, và những cái hậu quả có thể xảy ra. Cho nên cái lòng khiêm tốn có thể đạt được những ý muốn mình của mình muốn. Cái lòng khiêm tốn có thể là trở thành căn nguyên để hiệp nhất, để tạo nên mọi căn nguyên tốt lành hơn. Cho nên hôm nay chúng ta vừa lắng nghe bài đọc của Thánh Matthew, Chúa Giêsu ngài không vui vẻ khi có những người kiêu ngạo, ngài không vui vẻ khi có những người, có những thần tự cho mình là xuất sắc hơn những thần khác. Ngài của trách. Chúng ta thì ngậm lại cuộc đời chúng ta, đã bao lần chúng ta tự đưa mình lên, tự cho mình giỏi hơn, giang hơn những người khác, và chúng ta đánh mất ơn sủng của Chúa ngay lúc đó. Và khi mà chúng ta đánh mất ơn sủng của Chúa, chúng ta không còn cái ơn sủng đó, thì chúng ta không nhìn nhận cái căn bản của một con người, nhân cách, nhân bản, đạo đức của một con người và nơi người khác. Từ đó chúng ta đánh mất sự chia rẽ với bản chất con người giữa người với người. Cái tính kiêu căng nó rất độc hại. Vậy chúng ta hãy thành tâm xin Chúa luôn luôn cho chúng ta có một tâm hồn khiêm tốn. Khiêm tốn không phải đây là tôi đồn cúi mọi vấn đề. Khiêm tốn đây là tôi nhìn nhận con người yếu hèn của mình để cho Chúa hoạt động, để cho Chúa yêu thương
Để cho Chúa dùng con người của mình, khả năng trí tuệ của mình để hoán cải tâm hồn của mình, và từ đó có thể làm những người chung quanh hoán cải và ăn năn sám hối chính bằng cái lòng khiêm tốn của mình. Nếu mà hai thành trong đời bài phúc âm ngày hôm nay mà họ ăn năn sám hối, mặc áo nhậm rắc cho trên đầu, tôi bảo đảm rằng những cái thảm họa sẽ không xảy ra. Không xảy ra. Tại vì đó là cái kết quả họ tự gánh chịu. Thiên Chúa không thể nào interfere được, không thể nào nhúng tay vào để mà làm cuộc sống của họ tốt hơn, tại vì họ từ chối. Cuộc sống mình cũng vậy, từ chối Thiên Chúa, từ chối sự tốt lành của Thiên Chúa ban cho mình, và từ chối tất cả những điều mà Thiên Chúa muốn tạo cho mình cuộc sống tốt, chúng ta từ chối hết chỉ vì cái bản tính kiêu căng của mình. Chúng ta hãy suy nghĩ và cầu nguyện cho điều đó. Amen. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con. Bánh này là hoa màu sự đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con. Sự này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của ơn thiêng liêng cho chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện đây, hy lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, Hội Thánh Chúa thành tâm cầu nguyện và dâng lên Chúa lễ vật này. Xin thương đoái nhìn và làm cho trở nên của ăn bổ dưỡng, giúp chúng con vững bước trên đường nên thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đáp lại ơn cứu độ cho chúng con. Với lòng yêu mến thiết tha, chúng con ca ngợi người chịu chết. Với đức tin sống động, chúng con tuyên xưng người sống lại. Với niềm cậy trông vững vàng, chúng con trông đợi người đến trong vinh quang. Vì thế, Lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng dâng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện.
Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn. Vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống. Vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng con loan truyền Chúa chịu chết cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ này để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con, được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Timothy, Giám mục Phụ tá Donald chúng con, và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa mà chúng con dâng thánh lễ hôm nay cầu nguyện cho các ngài. Các linh hồn chúng con cầu nguyện thường xuyên, các thành viên của cộng đoàn chúng con đã ra đi trước chúng con, và các linh hồn trong luyện ngục. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Chúng ta thân lặng trong một giây lát. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng, lần trước kêu thê và theo thê thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu đồ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đã thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiên chi muôn đời. Bình Amen. an của Chúa ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận hồng ân Chúa ban. Xin cho chúng con mỗi khi cử hành bí tích này được hưởng dồi dào ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Thiên Thiên Chúa toàn năng. Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em, chúc quý vị một đêm bình an.